Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và mình đang quay cho các bạn xem một cây đàn organ. Cây đàn organ này nhưng mà phím của nó là đủ phím của piano các bạn ạ. Đủ phím của piano, đủ phím luôn. Và cái cây casino này là rất hay bị lỗi nguồn các bạn ạ. Nó rất hay bị lỗi nguồn. Vậy thế là mình muốn làm một cái video này để chia sẻ với các bạn là cách làm sao để có thể sửa chữa được cái con này. Thì trước khi chia sẻ các bạn cách để sửa chữa cái con này thì mình sẽ review các bạn là hiện tượng đa phần nó sẽ bị như thế này, bị giống hệt như con này luôn, đa phần sẽ bị giống như con này. Bây giờ mình đã kết nối nguồn điện được rồi thì mình sẽ bấm thử các bạn xem như thế này. Đấy, các bạn thấy bấm mà nó không lên này. Đấy, đây là cái lỗi mà các dòng đàn piano Casio, dòng đàn organ Casio rất hay bị các bạn ạ. Lỗi nguồn. Đấy, lỗi nguồn thôi. Điện đây đã vào đây. Điện đây đã vào cái cục nguồn này rồi nhưng mà nó không lên được. Đấy, bật mãi không lên được. Thế thì theo kinh nghiệm sửa chữa của mình ấy thì cái cây đàn này thì nó bị cái nốt nguồn này bấm nhiều quá, dùng nhiều quá, lâu năm nó mòn các bạn, nó mòn. Thì chúng ta sẽ sử dụng một lọ SV7 để rửa cái nốt này, SV7 để rửa cái nốt này, để rửa cái phím này, cái nút nguồn này. Thì đây là một lọ SV7. Thì việc chúng ta chỉ cần tháo cái con này ra và vệ sinh cái nốt này là xong. Đấy, thì theo kinh nghiệm của mình như thế, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Mình sẽ dùng cái máy khoan này để tháo ốc, để tháo vít các bạn. Dùng chiếc máy này để tháo vít. Vì vận bằng tay nó rất là lâu. Khi tháo ra thì chúng ta dùng cái máy này tháo cho nhanh. Những cái chỗ này thì nó sâu quá, bắt buộc phải tháo bằng tô vít các bạn. Không thể cho máy khoan được, nó sâu quá. Mình phải lắp cái máy khoan bằng cái mũi sâu này được hay không? Không cần, tháo. Nhưng mà bằng tô vít nó sẽ nhanh. Những cái dòng đàn piano vỏ nhựa này thì nó rất là nhiều ốc các bạn. Các bạn phải cố gắng kiên trì khi mà sửa chữa tháo lắp cái loại đàn này. Mình sửa chữa tận nhà cho khách thì nhiều khi mà chỉ tháo cái ốc này với cái lòng kiên trì thôi thì mình từng con một mà đôi khi những vị khách người ta rất thích, là những cái tác phong làm việc của mình họ rất là thích các bạn, bởi vì là rất là nhiều ốc. Có một số các vị khách mình làm cho họ đây, họ thấy mình tháo nhiều ốc quá họ thương, họ cầm tô vít họ tháo cùng luôn. Các bạn thấy rất đơn giản, các bạn thấy chưa, rất đơn giản tháo lắp một con này, rất là đơn giản. Đây, các bạn cố gắng kiên trì tháo ốc thôi. Bây giờ mình sẽ tháo làm sao để lấy được cái vỉ tím vào đây, nút một ở đây, hai miếng là tách rời ra, bạn không cần phải là lập những cái dây sóc cái kết nối này làm gì cả. Lúc nguồn nó ở bên này, lúc nguồn bên này, bây giờ tháo bên này. Chỉ là kết cấu nó nhiều ốc hơn, nó không có gì phức tạp lắm. Con bên dưới này ốc nhỏ quá, con bên dưới này ốc nhỏ quá, không thể cái súng này không thể bắt được. Vì cái vít bên trong đàn ấy là cái vít rất là nhỏ các bạn ạ, nên là mình phải thay cái đầu này nó nhỏ lại để vặn được con vít bên trong. Đấy. Mình sẽ review các bạn nhé. Nhìn ốc này nó rất là nhỏ này. Ốc này rất là nhỏ. Đây các bạn nhìn thấy cái ốc này rất là nhỏ này.
Đấy, phải chơi con này mới ra được. Đấy nó già đấy. Đấy. Đấy mình sẽ cho các bạn thấy là mình đã tháo được nó ra rồi. Nó sẽ cả một cái vỉ này, cả một cái vỉ nâu này, cả một cái vỉ nâu này, thì cái vỉ nâu này nó rất là to thì các bạn không phải tháo hết, thì nên chỉ lấy cái phím nguồn ở đây thôi. Một cái phím nguồn ở đây mình chỉ cần nhấc lên mình sẽ cạy được cái phím nguồn này ra. Đấy, nhìn thấy chưa, mình sẽ cạy được cái phím nguồn này ra. Đấy, mình sẽ lấy cái phím nguồn này ra. Đấy, rất đơn giản các bạn thấy chưa. Với cái loại RV7 này đấy, thì ta chỉ cần xịt vào thôi. Không biết là cái cây đỏ đỏ đây đã đâu rồi. Các bạn chọc cái cây này vào đây. Đấy, chọc cái cây này vào đây. Và xịt nó, xịt vào đây luôn. Và mình cần một tít siêu, ít giấy, giấy ăn. Xịt thẳng nó vào đây, xịt thẳng vào đây các bạn. Xịt vào đây. Đấy, thấm bằng giấy, thấm nào bằng cái giấy này. Đấy. Và ta sẽ xịt một ít vào giấy này. Xịt một ít vào giấy. Ôi dồi, nhiều quá. Và ta nào vào đây. Các bạn chỉ cần nâu thật kỹ cái chỗ này bằng SRV7 và các bạn sẽ thành công. Đấy. Ít quá, bay đâu hết, giấy nó ngấm. Giấy nó ngấm đó các bạn ạ. Xịt vào đây. Đấy, xịt luôn đây cho nó nhiều, ăn luôn. Rồi, nó nâu rất là sạch rồi. Giờ mình sẽ cho cái này về vị trí của nó. Các bạn nhớ là cái này nó có cái lỗ này, cái này nó hai cái lỗ này, thì cái phải đúng vào gừa của nó và đúng vào cái nẫy của cái lỗ của nó. Đấy, thì nó sẽ vào được. Và các bạn đặt nó xuống luôn. Bây giờ các bạn hãy bắt ốc lại, bắt ốc lại. Cái dùng một máy khoan cho nó nhanh. Đấy, rất nhẹ nhàng các bạn ạ. Bây giờ trước khi mình lắp cái vỏ ngoài của nó vào đấy thì mình sẽ thử xem là những gì mình làm nó thành công chưa. Để tránh trường hợp là nó hỏng ở chỗ khác, nó hỏng ở chỗ khác mà nó lại bị cái chỗ này. Sẽ cắm vào cái đàn này. Cắm vào cái đàn này. Cắm vào. Và mình sẽ thử nó.
thử này. Rồi, nó lại nháy rồi. Bấm. Này nó bị lỏng các bạn, cái jack đít này bị lỏng. Đấy. Ok rồi. Đấy. Cái jack đít nó bị lỏng. Chắc mình phải xử lý cái jack đít một tí. Ok rồi. Đấy, bây giờ mình chỉ cần lật ngửa lên là mình bắt vít là xong. Đấy. Xong rồi mình sẽ xử lý cái jack đít kia một tí. Bởi vì là cái này không phải là của nó. Cái đồ này không phải là đồ của nó các bạn. Cái đồ này không phải đồ của nó. Nên là cắm nó rất là lòng lẻo, cắm rất là lòng lẻo. Rất là lòng lẻo. Cái đồ Casio này rất là khó kiếm. Đấy. Mình xem là mình còn đồ cũ mình thay luôn được đây. Yeah. Đấy, và bây giờ thì mình đã nắp xong rồi. Đã hoàn thiện. Không có gì quá khó cho con đàn này. Sau khi siết ốc xong thì nắp nốt cái này là xong. Rồi, ok. Rồi. Xin cảm ơn các bạn nhé. Chắc là sẽ hết video này. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống.